Vào ngày 9 tháng 5 tại sân vận động Phú Thọ sẽ diễn ra lễ hội âm nhạc lớn nhất Việt Nam Yann Beatsfest 2015. Chương trình được kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ với sự góp mặt hơn 80 nghệ sĩ Việt Nam. Cùng với đó là sự góp mặt của nữ ca sĩ Demi Lovato. Nào các bạn hãy cùng mình đến với chương trình Yann Beatsfest 2015 này nhé.